tại bà cũng không mình. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay nhà em sẽ lên áo bomber cho mọi người ạ. Đây là em lên áo bomber cho mọi người ạ. Đây là áo bomber. Áo bomber kiểu dạng thể thao nhá mọi người nhá. Mọi người có bây giờ thời tiết bắt đầu sang mùa lạnh nhá thì mọi người có thể mặc áo này này. Áo này với chân váy rồi đi thời thao nhá. Đây nhá, áo đây là áo của hãng 180k một con áo này ạ. Đằng sau là có số 95 ạ. Em qua mẫu nhá. Thầy cứ tự nhiên lên trả sao? Em lên áo này thì cho một cho các chị bánh bèo một chút nhá. Em lên áo này cho các chị bánh bèo một chút ạ. Đây là áo hoa này có đính khúc, cho mọi người nhá, có đính khúc ạ. Giá con này là 180k, Em chào 61 chị đang xem ạ. Em chào chị Nguyễn Thị Cúc ạ. Các chị chia sẻ cho em vào hội nhóm và trên trang cá nhân đi ạ. Gió mùa sắp về rồi, nên mọi người hãy sắm cho mình một chiếc áo. Nên mọi người sẽ hãy sắm cho mình một chiếc áo để phù hợp với gió mùa sắp tới nhá. Đây là các mã các mẫu bomber nhà em ạ. Đây là các mẫu bomber nhà em ạ. Màu xanh này rất là nhìn rất là khỏe khoắn nhá mọi người nhá. Nó có hai cái túi ở đây này mọi người này, có thể đựng rất nhiều thứ nhá. Chào chị Vui Nguyễn nhá. Mọi người chia sẻ cho em lên các hội nhóm đi ạ. Mọi người chia sẻ cho em lên các hội nhóm đi ạ. Áo đây em lên một con bomber màu xanh nhá, nhìn rất là trẻ trung ạ, nhìn rất là trẻ trung ạ. Ở mã đâu? Áo rất trẻ trung ạ. Một con màu xanh ạ, tay là nó có hình hoa văn đây nhá, rất là đẹp mọi người ạ, rất là đẹp ạ, đây ạ. Con này là mã 418 nhá, chị nào chốt 418 thì comment cho em 418 ạ, 418 ạ, 418 ạ. Con này 180k mọi người nhá. Con này 180k. 180k. Con này tầm 5 5 cân quay đầu mặc vừa nhá mọi người nhá. Con này 5 5 cân quay đầu mặc vừa. Chào chị Lý Huyền Hương ạ. Chào chị Nguyễn Thị Cúc ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Đây bắt đầu em lên cho mọi người một con màu hồng ạ. Con này gọi là siêu cấp luôn ạ, nó có bo ở cánh tay đây mọi người nhá, có bo ở cánh tay đây ạ, cái mùa chuẩn bị sang xe xe lạnh rồi mặc cái này thì rất thích mọi người ạ. Với mùa lạnh hẳn gì mọi người sẽ mặc áo phao lông vũ bên nhà em nhá. Đây là toàn hàng nhẹo ạ. Đây ạ, sẽ đóng khóa cho mọi người xem nhá, nó đẹp từ cái khóa luôn đây mọi người ạ, nó đẹp từ cái khóa luôn đây ạ. Đây ạ. Nó có cái bèo đây nhá, cho chị nào thích bánh bèo đó này. Cho chị nào thích bánh bèo ạ. Đây ạ. Con này thì là 200k. 200k. Chị Thu Minh Nguyễn ơi, có 60 cân mặc vừa nhá. Con này thì là tầm 50 50 52 cân đổ về ạ. Con này là mã 462 ạ. Con này là mã 462 dám với giá 200k. 462 với giá 200k. Màu hồng thì cực đỉnh rồi ạ.
Em bắt đầu lên con màu đen nhá, tay có kẻ ghi này, thế là đáng thể thao ạ, đáng thể thao ạ. Chị nào thích thể thao, không chuộng thể thao nhá. Chị nào dáng hơi mập một chút thì mặc cái con màu đen này thì nó che được hết khuyết điểm trên trên người là chị này. Đây nhá, là đóng khuy ạ, đóng khuy đây ạ. Nó có khuy bẩm như mọi người nhá. Con này dáng thể cực thể thao luôn đấy ạ. Con này tầm 56 cân đổ về vừa nhá. Con này tầm 56 cân đổ về vừa nhá mọi người nhá. Con này tay dáng thể thao này, đẹp từ đường kim mũi chỉ luôn, mọi người có nhìn thấy không ạ? Mọi người nhìn thấy không ạ? Đây nhá, dáng thể thao mọi người nhá. Dáng thể thao ạ. Dáng thể thao ạ. Con này là size M đây. Con này mã 40 ạ. Con này mã 40 ạ. 200 nghìn ạ. 200 nghìn ạ. Ai lấy con này thì comment cho em mã 40 nhá. Con này comment cho em mã 40 ạ. Em đã nổi lên cho con Thiên Nga đây ạ. Con Thiên Nga đây ạ. Thiên Nga màu đen nhìn cực kỳ sang chảnh luôn mọi người nhá. Đây nhá, size S ạ. Có hãng nhá, đàng hoàng đây mọi người nhá. Em đang lên cho em mọi người xem con này nhá. Em chốt cho chị Du Minh Nguyễn con 40 ạ. Em chốt cho chị con Du Minh Nguyễn bộ con 40 ạ. Con này nhá, con này là 180k ạ, 180k. 180k nhá, con này tầm 50 cân đổ về vừa thôi ạ. Con này 50 cân đổ về vừa thôi ạ. Con này 50 cân đổ về vừa thôi ạ. Mặc rồi xe lạnh thì rất là đẹp nhá mọi người nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. Con này là mã 3, con này là mã 3. 180k, 180k con này mã 3. Con này 180k mã 3. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Đây nhá, con vàng này cực kỳ trẻ trung luôn này, cực kỳ trẻ trung luôn mọi người ơi. Đó ạ, kiểu len đi, len mỏng mỏng một chút thôi nhưng mà ấm lắm. Đây nhá, có túi ở trước, các kiểu cách luôn. Chị nào thích trẻ trung thì lấy ngay, chốt ngay con này cho em ạ. Chốt ngay con này cho em ạ. Chốt ngay con này cho em. Cực kỳ sáng da, tôn da luôn, màu vàng thì cực kỳ tôn da luôn. Cho chị là hơi sạm da một chút thì mặc con này thì cực kỳ ưng ý luôn này mọi người này. Cực kỳ ưng ý luôn nhá. Con này là 180k. Mã là 217 ạ, 217 ạ. 180k 217 ạ. 217 ạ. Ai lấy cái con này thì chốt cho em 217 ạ, 217 ạ. Chị Nguyễn Thị Cúc ơi, con vàng này là tầm 51 cân đổ về vừa chị nhá. Em chốt cho chị Diệu Linh 217 ạ. Em chốt cho chị Diệu Linh 217 ạ. Em bắt đầu lên một con. Ôi con này, con này siêu cấp luôn mọi người ơi. Con này siêu cấp luôn ạ. Size L nhưng mà mặc ướm lên chắc là được tầm 58 cân thôi ạ. 58 cân đi ạ. 58 cân đi ạ. Con này cực kỳ khỏe luôn này. Là trẻ. Màu này thì khỏi bàn luôn mọi người ơi. Đây nhá, con này làm 220k, con này 220k. Con này 220k. Đấy nhá, nó có số ở đằng tay này cực kỳ khỏe khoắn luôn ạ. Cực kỳ khỏe khoắn luôn cho mọi người nhá. Ai thích theo kiểu thể thao thì sắm ngay cho mình một con này nhá. Chuẩn bị sang mùa gió mùa rồi mà cực kỳ thích luôn ạ. Cực kỳ thích luôn ạ. Nó là mã 428 ạ. 428 ạ. Con này 428 ạ. 428. 220k, 428, 220k, 428, 220k. Em lên cho các chị lại dùng cái con vừa lấy là cũng tay thể thao ạ, cũng tay thể thao ạ, cũng tay thể thao ạ, cũng tay thể thao đây ạ, cực kỳ khỏe luôn ạ. Con này là mã 619 ạ, 619 ạ, 619 ạ. Bomber thì nhầm mẫu khỏe lắm, cũng có bánh bèo ạ. Chị nào có thích bánh bèo không ạ? Đấy, em lên bánh bèo cho các chị. Đây nhá, nó cực kỳ dáng thể thao luôn đấy ạ. Cực kỳ thể thao đấy ạ. Nó có các kẻ này cực kỳ thể thao luôn mọi người nhá. Ok chị Diệu Linh nhá. Hàng đẹp không ạ? Hàng ưng, chị ưng hàng không ạ?
Cảm ơn chị Diệu Linh nhá. Đây nhá, hàng thể thao con mã con này là 619 nhá, 619 nhá, 180k, 180k đây ạ. Em bắt đầu lên cho mọi người con màu trắng xanh nhá, hoa chìm ở trong đây mọi người này, hoa chìm ở trong nhá, hoa chìm ở trong nhá, mọi người có nhìn rõ không ạ? Hoa chìm ở trong nhá, hoa chìm ở trong nhá, mọi người nhá. Từ bên lặp lại. Đây là mã 29 ạ, 29 ạ. Hoa này chìm ở trong nhá, màu xanh ạ. Hoa này chìm ở trong nhá. Ở cái vây áo của nó còn có viên ngọc đấy ạ. Cực kỳ xinh luôn, cực kỳ bánh bèo cho chị nào thích bánh bèo ạ. Cực kỳ bánh bèo luôn cho chị nào thích bánh bèo ạ. Đây nhá, chị Nguyễn Thị Cúc ơi, chị nhìn rõ có chất con này không ạ? Chất nhìn rõ chất con này không ạ? Nó là hoa vằn màu xanh ở bên trong đó chị ạ. Đây nhá, chị con này chỉ có 180k thôi ạ, 180k. Em qua mẫu khác nhá. Qua mẫu khác nhá. Mã này là mã 29 đấy ạ, 180k. Chị nào chốt con này thì lấy cho em chốt cho em là mã. Đây nhá, đây là khoác gió ạ, bomber khoác gió ạ, bomber khoác gió ạ. Bomber khoác gió. Bomber khoác gió. Đây nhá, có cả mũ đây mọi người này, có cả mũ nhá. Cực kỳ là ấm luôn. Cực kỳ là ấm luôn, đi dòi gió thì khỏi phải nói với cái mùa mà gió mùa sắp tới đây rồi. Qua em học gió mùa mà hôm nay vẫn chưa thấy, vẫn gọi là xe lạnh rồi đấy mọi người ạ. Mọi người sắm dần đi nào vừa ấy, kiểu đầu mùa lên nó hàng nó đẹp hơn đấy. Đây nhá, ở đây ở dọc tay này có dòng chữ nhá. Dòng chữ nhá thì rất là khỏe khoắn nhá mọi người nhá. Rất là khỏe khoắn đấy ạ, rất là khỏe khoắn đấy ạ. Con này là mã 234 nhá. Con này là mã 234, giá là 180k, 180k con áo khoác gió bomber này có mũ nhá mọi người nhá. Mũ là mũ lì ạ. Em bắt đầu lên cho mọi người con áo bomber kể này. Áo bomber kể này nhìn trông cực kỳ là trẻ trung, cực kỳ trẻ trung luôn, mặc với cái thời tiết này là cũng ok rồi đấy mọi người ạ. Đây nhá, khóa của nó là khóa mạ vàng nhá, nhìn trông rất là sành điệu ạ, rất là sành điệu ạ. Ok em chốt cho chị ạ. Dung Minh Nguyễn con 29 ạ, Dung Minh Nguyễn con 29 ạ. Vâng ạ, em xin báo sai cho mọi người biết. Đây nhá, con này tầm 55 cân đổ về là vừa. Con này 55 cân đổ về là vừa. Con này 55 cân đổ về là vừa. Cái túi của nó rất là kiểu, có kiểu cách đây ạ. Có kiểu cách ở đây ạ. Rất có kiểu cách nhá mọi người nhá. Con này 55 cân đổ về là vừa. Con này có mã là 522, giá là 180k. 522, 180k nhá. Con này nhìn rất là lạ mắt vì em có đây em lên màu đỏ mận cho mọi người này. Màu này thì gọi là nổi cồn luôn, màu đỏ mận ạ. Màu đỏ mận nổi cồn luôn ạ. Màu này thì khỏi phải bàn luôn. Màu này khỏi phải bàn luôn ạ. Đây nhá, nó có lá cờ rồi rất là dáng, rất là thể thao luôn. Đi với mùa này thì mùa đông này thì quá là hợp luôn ạ. Mùa đông này quá là hợp luôn mọi người ạ. Con này là 200k mọi người nhá. Con này 200k. Con này 200k. Con này 200k. Đây nhá. Con này 200k. Mã của nó là 216 ạ. Chị nào chốt con này thì comment 216 cho em ạ. 216. Mẫu mận này thì cực kỳ là tôn da. Em lên cho mọi người xem một con xanh rêu ạ. Một con xanh rêu ạ. Một con xanh rêu ạ. Mông mẻ. Một con xanh rêu này. Bạn thích hát không? Bạn thích bài gì? Một con xanh rêu. Kiểu dáng kiểu ôm sát ý. Cực kỳ lên dáng cho chị nào thích ôm bò nhá. Ôm bò nhá. Nó có kiểu có hơi có kiểu đây ạ, có hơi có kiểu đây, khuy đá nhá mọi người nhá, khuy đá nhá mọi người nhá, khuy đá.
con này là 180k, mã là 450 ạ, 450, 180k chị nào chốt con này thì comment 450 cho em ạ, 450 cho em ạ. Con này là tầm 50 cân vừa chị nhá, con này tầm 50 cân vừa chị nhá. Em lên cho mọi người một con màu đen ạ, một con màu đen, một con màu đen ạ, một con màu đen này cực kỳ sánh đẹp luôn. Đây ạ, nó có chữ kim tuyến ở đây ạ, chữ kim tuyến ạ, kim tuyến ở dọc cánh tay này luôn nhá, kim tuyến ở dọc cánh tay này luôn nhá. Con này là 200k, con này 200k, con này hai, con này có cái đường chữ ở cánh tay này thì mọi người khỏi bàn luôn, nhìn là ưng muốn ưng rồi. Con này mã là 384 ạ, 200k với con này thì quá là chào rẻ luôn nhá. À, chào chị Sử Lữ nhá, mọi người chia sẻ cho em đi ạ, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Em lên một con áo dáng dài ạ, cực kỳ bánh bèo luôn ạ. Nhớ báo cân nặng nhá, kể vô lọ bông ạ. Em chốt cho chị Ruby Nguyễn con 458 ạ, 458 ạ. Chị Ruby Nguyễn chọn được mấy con dưới đây ạ, cực kỳ đẹp luôn. Mọi người sắm dần đi ạ. Con kể này là tầm 58 cân cũng vừa nhá, 58 cân vừa nhá, cho chị nạp bánh bèo nhá. Tay nó có nỡ nỡ đây ạ, tay có lỡ lỡ mặc bo bo. Ở đây dáng thụ thụ ở cánh tay nhá, cực kỳ xinh luôn ạ, cực kỳ xinh luôn ạ. Mã là 348 ạ, 348, con này giá 200k nhá, con này 348 200k, tầm 58 cân đổ về là vừa, 58 cân đổ về là vừa. Em lên một con vàng lại, bắt đầu tôn da rồi, nặng tôn da rồi ạ, dáng khô nhá. Đây nhá, con này có hãng luôn đây ạ, con này có hãng luôn nó đây ạ, size S mọi người nhá, size S mọi người nhá. Dạ vâng ạ. Đây nhá, con này tay lửng nhá, con này tầm 50 cân vừa thôi ạ, con này 50 cân vừa, con này size S ạ, 50 cân vừa nhá mọi người nhá. Nó đóng khuy vào, nó bo cái đường eo của mình đây ạ, nó bo đường eo này, nó có hai cái nì đây, rất là đẹp ạ, rất là đẹp, màu vàng rất là tôn da nhá, màu vàng rất là tôn da đây ạ, màu vàng rất là tôn da đây ạ. Con này là mã 1514 ạ, 180k, 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 514 ạ. Em chốt cho chị Diệu Linh con 348 nhá, em chốt cho chị Diệu Linh con 348 nhá. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Em lên một con màu xanh này ạ, màu này thì cực kỳ là xanh, xanh xả luôn mọi người ơi, màu này xanh xả lắm đấy ạ. Chị ok, chị Du Minh Nguyễn nha, em chốt cho chị con 1, con 514 nhá. Chị Du Minh Nguyễn là khách quen luôn đấy ạ. Con này là 60 cân vừa được này mọi người này, con này 60 cân vừa được ạ, con này 60 cân được ạ. Với cái đường túi để chéo này thì cực kỳ là trẻ luôn đấy mọi người nhá, cực kỳ trẻ luôn ạ, cực kỳ trẻ luôn ạ. Con này là có mã là 264 ạ, 264 ạ, giá là 180k. Ai chốt con này thì comment hai, comment mã cho em ạ, comment mã cho em ạ. Em thấy chị từ nãy là đặt được mấy con rồi đây ạ. Em chốt cho chị Phạm Hồng con 264 nhá, em chốt cho chị Phạm Hồng con 264 nhá. Đây nhá, áo khoác gió dáng dài bomber nhá, áo khoác gió dáng dài bomber, đi rời gió mùa thì cực kỳ là, cực kỳ là thích luôn này. Đây nhá, ở đây có đường khóa này, kiểu nhá, khóa kiểu ở đây nhá, lên tận đây cơ ạ. Còn túi thì rất là trẻ và kiểu Việt, Việt chéo đấy ạ, Việt chéo đấy ạ. Ở trước ngực thì nó có dòng chữ nhá mọi người nhá. Con này là 57 cân mặc vừa, con này 57 cân mặc vừa, con này 57 cân mặc vừa. Màu này cực kỳ là trẻ trung luôn mọi người nhá. Con này là có mã là 148 ạ, 148 ạ, 200k, 200k, 148, con áo khoác gió bomber dáng dài ạ, 200k.
Vâng, chị Dung Nguyễn nhá. Đây nhá, con này là con đỏ dạng vét ạ. Con đỏ dạng vét ạ. Nhìn rất là ăn chơi sành điệu luôn ạ. Đỏ dạng vét ăn chơi sành điệu luôn ạ. Đỏ dạng vét ăn chơi sành điệu luôn đây mọi người nhá. Đây nhá, nó có cái đường, nó có đuôi cá này, đuôi cá cực kỳ là cho chị nào thích kiểu sự tranh xả ấy ạ. Sự tranh tranh xả thì sắm ngay con này về nhá mọi người nhá. Con này là 200k mã 561 ạ. 200k 561 đấy ạ. Mọi người nhìn kỹ cho em cái bèo này, cực kỳ là đẹp luôn, từ đường phim mũi chỉ này. Mọi người nhá, nhìn cho em nhá. Màu đỏ thì quá rực rỡ luôn. Đi vào đâu ai cũng nhìn mất. Đây nhá, đằng sau này. Đuôi cá xòe cực kỳ là đẹp luôn. Mã là 561. 561 mọi người nhá. 561. Giá là 200k. Để em lên con kaki dáng dài nhá. Con kaki dáng dài nhá. Con kaki dáng dài này là 220k. Con này là 220k nhá. Em tốt cho chị Phạm Hồng con 148 ạ, con 148 ạ. Kaki này 200k nhá. 200k đây ạ. 200k đây ạ. Dáng dài kiểu Hàn Quốc ấy mọi người, nhìn giống hệt Hàn Quốc luôn. Xanh xả, ra ngoài đường không có ai đụng hàng luôn, vì đây là kiểu hàng hiệu ấy. Nhiều khi mà mình không có tiền để mua đồ hàng hiệu thì mình nên ăn chơi, thì mình nên sắm những con đồ này. Đến em cũng không thể mua được những con đồ hàng hiệu ấy. Con này là 53 cân vừa nhá chị Zumi Nguyễn nhá. Con này 53 cân vừa nhá chị nhá. Em chốt cho chị Diệu Linh con 561 ạ. Con 561 ạ. Chị ơi, có con bomber 45 đến 46 cân là vừa nhá chị nhá. Có con 45 đến 46 cân là vừa nhá. Con mã kaki dài này là mã là 312 ạ, 312 ạ, giá 200k ạ. Ai chốt con này thì comment mã cho em nhá mọi người nhá. Comment mã cho em nhá. Đây ạ, em lên con áo này. Cực kỳ là đẹp. Đây ạ. Em chốt cho chị Diệu Linh con 312 ạ. Con 312 ạ. Các chị cứ sắm dần đi. Gió mùa sắp về rồi ạ. Gió mùa sắp về rồi ạ. Đây ạ. Con này thì cực kỳ là xinh luôn. Nó dài, rộng. Con này cầm 55 cân đổ về là vừa. Con này 55 cân đổ về là vừa. Con này 55 cân đổ về là vừa. Con này 55 cân đổ về là vừa mọi người nhá. 55 cân ạ. 55 cân ạ. Tay nó có ít bo ở đây ạ. Mọi người nhìn thấy không ạ? Rất là xinh và thể hiện sự tranh xả luôn đấy ạ. Nhìn này. Có thể đi làm rồi đi chơi cũng có thể mặc được ạ. Thế con này cực kỳ là xinh luôn ạ. Con này cực kỳ là xinh luôn. Con này 55 cân mặc vừa nhá. Con này mã 129 ạ. 129 180k ạ. 129 180k ạ. 129. Em lên cho mọi người xem một con xanh ạ. Con xanh cực kỳ là nhìn mát luôn. Tay nhá, tay cực kỳ là xinh. Cũng là tay lỡ ạ. Cũng là tay lỡ ạ. Cũng là tay lỡ cho mọi người nhá. Chị Diệu Linh ơi, con kaki xinh lắm ý. Đây con này cũng xinh chị này. Con này dáng tay lỡ nhá. Con này dáng tay lỡ này. Con này dáng tay lỡ này. Vạt áo nó ấy. Kiểu vạt áo kiểu vạt xuống đây này chị này. Nhìn rất là phong cách luôn. Nhìn rất là phong cách. Phong cách ăn chơi luôn chị ạ. Vâng, hôm nay nay tập cẩm chị ạ. Bomber rồi kaki rồi lỉ ạ. Đây ạ, con này tay lỡ ạ, có hút để đóng lên nhá mọi người nhá. Hút để đóng lên đây ạ, hút để đóng lên đây ạ. Con này có hút đóng lên nhá. Còn không thì mình cũng có thả xuống nhá. Con này mã là 190 ạ. 190 180k. 180k 190 ạ. Màu xanh thì thực sự là mát mẻ luôn. Em lên một con màu đen nhá. Một con màu đen ạ. Ôi ôi, con này phong cách thế.
này cực kỳ phong cách luôn mọi người ơi. Con này cực kỳ phong cách luôn. Em chốt cho chị Nguyễn Thị Cúc 190. Con mã là 190 nhá, 190 nhá. Con này này, con này đằng sau là vải von ạ. Nó kết hợp một ít vải von đằng sau ạ. Mọi người nhìn kỹ không ạ? Nó kết hợp một ít vải von đằng sau thể hiện sự trẻ trung nhá. Đây là kiểu khoác ngoài nhẹ nhàng thôi ạ. Khoác ngoài nhẹ nhàng nhá. Con này mã là 187 ạ, 187 ạ. 187, 180k. Ai chốt cho em con 187 này mặc khoác ngoài thì cực kỳ em đảm bảo cho mọi người là xinh nhá. Con này 55 cân mặc vừa nhá. Con này 55 cân mặc vừa. Màu đen thì mọi người yên tâm là nó che hết được những cái khuyết điểm trên người mình ấy. Đây nhá, em lại lên một con màu đen ạ. Kiểu vest ba lỗ đây ạ. Vest ba lỗ dành cho các chị nào làm kiểu công ty rồi ạ. Đi chơi rồi đi ăn các thứ là đẹp nhá. Đây nhá. Con vest này ạ, con vest tay dịp theo ở một đường túi đấy ạ. Cực kỳ là trẻ trung luôn ạ. Đây ạ, con này cực kỳ xinh luôn, mọi người nhìn rõ không ạ? Đây nhá, con này nhá, rất nhẹ nhàng, màu đen nhá, rất nhẹ nhàng. Màu đen này nhìn rất là đẹp ạ. Mã này là 371 ạ, 371. 180k 371. Ai chốt cho em 371 thì comment cho em ạ. Em lại lên một con màu đen nhá. Đây nhá, màu đen này thì là cho chị nào thích bánh bèo này. Tay nó cực kỳ là tạo kiểu luôn ạ. Cực kỳ kiểu luôn. Mọi người có nhìn thấy kiểu bèo đây của nó không ạ? Ở dưới thì nó là bo chun nhá. Bo chun để nó không lộ những cái em cảm ơn chị Du Mi Nguyễn nhá. Em chốt 371 cho chị Nguyễn Thị Cúc nhá. Chị Du Mi Nguyễn ơi, chị comment sau ấy thì nên em để cho chị Nguyễn Thị Cúc ạ. Chị Du Mi Nguyễn có thích con này không? Con này cực kỳ bánh bèo, con này cực kỳ bánh bèo luôn. Kiểu áo khoác gió mọi người nhá, áo khoác gió nhá. Đây nhá, có túi đấy ạ, túi có túi nhá. Mọi người nhìn rõ không ạ? Tay bánh bèo đấy, tay bánh bèo có hai tầng nhá. Ở dưới đây thì bo chun ạ, ở dưới đây thì bo chun ạ. Con này mã là 420 ạ, 420. Con này 420. Con này 200k, con này 200k. Cho chị nào thích sự bánh bèo nhá, con này cho chị thích sự bánh bèo nhá. Em lên gió đây ạ, lên gió nhá. Lên gió ạ. Gió dáng ba lỗ đây ạ, dáng dài tay ba lỗ. Màu này thì rất là nhẹ nhàng này. Màu này rất nhẹ nhàng này. Mọi người đi đường thì đóng khóa lên thì thích cực luôn đây ạ. Dáng Hàn Quốc mọi người nhá. Túi đằng trước ạ, túi đằng trước là rất rộng thoải mái cho người này. Đồ nhá, rất là thoải mái nhá. Con này mã 351 ạ. Con này mã 351 180k. 180k. Vâng, cái con đúng rất là nhiều ạ. Em chốt cho chị Phạm Thu Giang con 420 nhá. Con 420 nhá. Con này mã là 351 nhá mọi người nhá. 180k áo khoác gió. Em lên một con lâu này. Màu này thì khỏi bàn luôn, tranh xả. Nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp luôn ạ. Nhìn rất là đẹp luôn ạ. Con này màu tây cực. Con này màu tây lắm. Đây thắt nơ nhá mọi người nhá. Mọi người nhá, thắt nơ đây ạ. Không, phòng lên sao? Phòng lên sao? Phòng cả hai bên sao có một bên. Con này kiểu dạng yếm mọi người nhá, con này dạng yếm váy đấy ạ. Mọi người mặc cho em cái áo cộc trắng hoặc là cái áo phông trắng gì ở trong mọi người nhá. Rồi thắt nơ ở đây ạ. Thắt nơ ở đây nhá. Nhìn cực kỳ Hàn Quốc luôn mọi người ạ. Này, chân váy kiểu dạng chân váy này nhá, nhìn trong này đẹp xinh cực luôn đấy ạ. Con này siêu phẩm luôn. Con này siêu phẩm luôn. Mã 305 nhá. 220k, 305 220k.
Bộ này cực kỳ tây luôn nhá. Mặc cực kỳ tây luôn, mặc với sơ mi trắng cũng xinh ạ. Mặc với sơ mi trắng cũng xinh ạ. Má 305 ạ. Má 305 220k siêu phẩm luôn đấy ạ. Em đây một con màu đen lại dáng vest ba lỗ nhá. Lại dáng vest ba lỗ cho chị nào ưa chuộng dáng vest nhá mọi người nhá. Cho chị nào ưa chuộng dáng vest đấy ạ. Dáng vest ạ. Cực kỳ là xinh luôn đây ạ. À, dáng vest đấy ạ. Em chốt cho chị Nguyễn Thị Cúc con 305 nhá. Đây ạ. Dáng vest đây ạ, dáng vest. Dáng vest màu đen nhá. Nó rất nhìn trông rất đứng đắn ạ. Mã là 772 ạ, mã 72 180k. Đó, ai chốt con đấy thì comment mã cho em nhá. Em bắt đầu lên một con áo kiểu kaki ạ. Tay lại bánh bèo đấy ạ, tay lại bánh bèo dạng cộc nhá mọi người nhá. Dáng dài ạ. Cộc dáng dài ạ. Kaki đây ạ. Cho chị nào thích sự bánh bèo nhá. Con này thì là 180k. 180k mã 466, mã 466 chị nào lấy thì comment cho em mã 466 180k thôi ạ. Mã 466 180k. Con này mà mặc đi chơi thì quá xinh đẹp luôn mọi người ạ. Mọi người chốt dần đi. Đây ạ. Con đen. Con này cũng xinh đây ạ. Con này kết hợp màu trắng nữa thì nó quá là có điểm nhấn ạ. Có điểm nhấn ở cái cổ đây ạ. Tao cứ nhìn mày mà mày cười thế ạ. Có điểm nhấn ạ. Con này size M mọi người nhá. Con này size M mọi người nhá. Con này size M nha mọi người nhá. Con này size M ạ. Ba lô ạ. Đây ạ. Nó có điểm nhấn ở cái vạt này màu trắng đấy mọi người nhá. Nhìn cực kỳ là điểm nhấn luôn. Đấy, mọi người nhìn con này xinh không ạ? Con này xinh cực. Con này 200k nhá. Con này 200k nhá. Mã là 426. 426 ạ. Chị nào lấy cho em con này thì chốt cho em con này ạ. 426 ạ. Cái này đúng rồi, cho chị có người nào đi làm công sở ấy chị ạ. Cực kỳ xinh luôn. Em bắt đầu lên một con bánh bèo, con này thì gọi là siêu cấp luôn này. Con này siêu cấp luôn này. Phải kiểu ta khi đổ cực kỳ bánh bèo luôn. Cái này tây lắm. Con này tây cực. Con này tây, màu cũng tây nhá. Con này tầm 53 cân đổ về là vừa. 53 cân đổ về là vừa. 53 cân đổ về là vừa. Đây này, tay nó có bèo này. Có lơ nhá mọi người nhá. Kết hợp hoa này. Kết hợp hoa. Kết hợp hoa mới lơ ở đây cực kỳ xinh. Ở dưới này thì nó có cái bèo nhá. Cái bèo cho mọi người nhá. Cực kỳ là để chung mà cho chị nào thích sự bánh bèo nhá. Đây nhá. Mọi người nhìn thấy xinh không ạ? Xinh. Cái này mặc mà khoác với áo dạ đơn nhà em thì khỏi bàn luôn mọi người ạ. Khỏi bàn luôn, nó để chung một cái kinh khủng luôn ấy. Con đấy mã là 250 ạ. 250, con này siêu phẩm 220k thôi ạ. Siêu phẩm 220k thôi ạ. 220k thôi ạ. Em bắt đầu lại lên một con dáng kiểu sở thao cho mọi người nhá. Sở thao cho mọi người nhá. 220k một con siêu phẩm rồi đấy. Con này thì là dáng sở thao đấy ạ. Con này dáng sở thao. À, tính duyên nhá, mình thấy duyên nhá. À, ok, em chốt cho con siêu phẩm cho chị Nguyễn Thị Cúc nhá. Con mã 250 ạ. Em chốt cho chị Cúc nhá. Duyên ơi, Duyên thích cái dáng thể thao này không? Cái này đẹp này. Sắm một con đi, sắp mùa thu rồi ấy. Nó xe xe lạnh nhé. Đây nhá, con dáng này dáng thể thao. Ồ, Duyên này, Duyên thích thể thao không? Con này 180k. Mã là 161. Mọi người lấy mã này thì con bình 161 cho em ạ. Em đây một con màu xanh nhá, tùy thế. Ồ, cực kỳ tây luôn. Con này, tay nó có nhún đây này. Tay nó có nhún nhá, kết hợp.
kết hợp nhún mọi người nhá. Con này kết hợp nhún á. Con này kết hợp nhún ở tay đấy ạ. Bánh bèo cực kỳ luôn, ở chân bả vai cũng kết hợp nhá. Chân bả vai cũng kết hợp nhá. Con này người nào đi làm công sở mặc thì cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Cân thế này được rồi, cân nặng này được rồi, mặc này là xinh rồi. Con này 58 cân mặc cũng vừa. Con này 58 cân mặc cũng vừa. Con này màu xanh cực kỳ trẻ trung luôn ạ. Ok, chị Nguyễn Thị Cúc nhá. À, em vừa qua một loạt màu đen rồi đấy ạ. Chị có ưng con nào nữa không ạ? Đây ạ, con này là mã 239 nhá. 239 180k, 239 180k. Em lại lên một con màu B nhá, màu B hồng có kết hợp kẻ đấy ạ. Con kết hợp kẻ ạ. À, là cộc tay mọi người nhá, cộc tay ạ. Chào chị Tuyết. Chào chị Tuyết nhá, chị Tuyết chia sẻ cho em đi ạ. À, có con nào màu đen vừa chị Tuyết không? Ok chị Nguyễn Thị Cúc nhá. Đây nhá, con màu hồng này váy, dạng váy á. Dạng váy á, dành cho chị nào tầm 58 cân cũng vừa, 58 cân cũng vừa. 58 cân vừa, lách thì cực kỳ rộng luôn cho mọi người nhá. Lách thì cực kỳ rộng luôn cho mọi người nhá. Kỳ rộng luôn. Con này mã là 257 180k, 257 180k. Con nào? Thôi đi duyên ạ. Xin nghe các chị mới mua áo chứ. Con này mã 257 180k. Em lên một con xanh nữa nhá, xanh cực kỳ tây luôn đây ạ. Con xanh này mặc đi chơi, mặc với chân váy này thì xinh luôn. Mặc ngay lớn nào mới biết em. Vâng ạ, em đang mặc ngay ngắn vào cho các chị xem đây ạ. Biết cười. À, đây ạ. Con xanh này thì đẹp tuyệt vời luôn, khỏi nói. Con xanh này đẹp tuyệt vời luôn, khỏi nói mọi người ạ. Con này là mã 395, 395 180k. 395 395 ạ. 395 ở eo nó có kiểu tặng kiểu đây chị nhá. Ở eo tặng kiểu đây túi ạ. Túi này cực kỳ xinh luôn. Áo này cực kỳ xinh luôn đây này. À đây, bên này đóng như này nhá. Con này mặc với chân váy này. Cũng không thể thao, cũng không bánh bèo lắm nhưng mà đẹp ạ. Màu xanh này ở ngoài xinh lắm. Màu xanh này ở ngoài xinh. Mã là 395 nhá, 180k. Chị nào chốt con này thì comment mã cho em ạ. Vâng, chị Phạm Hồng ạ. Mặc với trên máy thì xinh cực luôn ạ. Em lên con đen đây cho chị Nguyễn Thị Cúc nhá. Size XX, size XL nhá. Nhưng mà mặc lên là nó cũng không to lắm đâu. Tầm 60 cân vừa cũng vừa đấy ạ. 60 cân vừa đấy ạ. 60 cân ạ. Mã là 421, 424 nhá. 424 180k. 424 180k. 424 màu đen chẳng 180k. Em lại lên một con màu đen nữa. Chị Nguyễn Thị Cúc xem đi ạ. Nếu mà ưng con nào thì comment mã cho em ạ. À, con này cổ bánh bèo nhá. Con này cổ bánh bèo mọi người nhá. Con này cổ bánh bèo ạ. Con này cổ bánh bèo ạ. Đây nhá, nó có kết hợp một ít vải thun ở đây ạ. Cái túi của nó thì có kết hợp những cái khúc này. Đường túi cực kỳ là nhìn trông rất là thành điệu luôn. Cổ này. Mọi người nhìn dáng đằng sau không ạ? Dáng đằng sau nhá. Xinh luôn ạ. Xinh luôn con này ạ. Con này là mã 98. Mã 98 ạ.
180k. À, em lên một con đen cho chị Nguyễn Thị Cúc ạ. Đây nhá, cổ. Cổ ren nữa, cổ ren đính ngọc đấy ạ. Cổ ren đính ngọc. Con này size L. Con này size L ạ. Con này size L. Ôi, cái đường tay của nó này bo cực kỳ là đẹp luôn, bo này. Bo này, ở đây cũng có ren nữa, cổ tay cũng có ren đấy ạ. Cổ tay cũng có ren nhá. Cổ tay cũng có ren đấy ạ. Cái khuy của nó đẹp từ cái khuy luôn này ạ. Cái khuy vàng này cực kỳ đẹp luôn. Nhìn tỏ lên sự lịch lãm. Lịch lãm ạ. Đây ạ, tay bên này là cũng có ren này ạ. Ở bên này thì là nó là một đường. Một đường zoom. Zoom đẹp cực luôn. Đây nhá, ở đây thì là. Ở đây là. Ở dưới đây là bèo nhá. Nó có một cái nơ là thắt nơ đấy ạ. Một cái đai thắt nơ nhá. Chào chị Đá Cẩm Thạch. Chào chị Đá Cẩm Thạch ạ. Mã đi. Chị chốt. Chị ơi, con này là mã là 356 ạ. Một. Con này 356 ạ. 200k. 200k con này nhá. 200k con này nhá. Mã 356. Đây này. Các chị nhìn thấy nó đẹp xuất sắc không? Nó từ cái cổ tay rồi đến cổ nhá. Từ cái cổ tay cho đến cổ nhá. Chào chị Hồng Hạnh nhá. Em chào chị Hồng Hạnh ạ. Các chị yêu chốt mã này thì comment mã cho em ạ. 200k. Em lên một con màu xanh nhá. Màu xanh. Màu xanh kiểu dạ đây ạ, dạ nhẹ đây ạ. Mặc cho màu mặc. Em chào chị Phương Cun ạ. Em chào chị Phương Cun ạ. Em chào chị Phương Cun. Mã con này là 487. 220k. Xuất sắc luôn con này. 220k xuất sắc luôn con áo này nhá. Túi đi ạ. Túi ạ. Trên này có cái giả túi ạ. Con này trên này có giả túi nhá. 487 ạ. 220k. Ai chốt. Em lên một con màu đỏ ạ. Đỏ nhung ạ. Sở đỏ nhung ạ. Size M ạ. Size M ạ. Size M ạ chị em sẽ thích màu đỏ nhá. Em chốt cho chị Nguyễn Thị Thanh con. Nguyễn Thị Thanh là nhà mình mà rồi. À, em chị, chốt cho chị Nguyễn Thị Cúc nhá. 487 ạ. Con 487 ạ. Chốt chị Phạm Hồng con 356 nhá. Màu xanh chuẩn màu không em. Màu xanh chuẩn màu đấy chị ạ. Màu xanh chuẩn màu đấy ạ. Màu xanh chuẩn màu. Con màu đỏ này chị cực xinh luôn. Nó tay này, bồng nhá. Tay bồng nhá, cộc nhá. Tay bồng cộc này. Ở dưới là kiểu đuôi cá ấy. Đuôi cá. Túi này. Đây nhá, nó có xếp 2 ly ở đây ạ. Xếp 3 ly ở đây này. Để nó làm bo cái sự phần hông mình lên ý. Rất là đẹp luôn đây ạ. Mọi người nhìn rõ không? Màu đỏ nhá. Màu đỏ này xinh cực. À, con này là 53 cân vừa chị nhá. Con này 53 cân chị Phạm Thu Sang nhá. Con này là mã 342 ạ. 180k nhá. Em lên một con vàng đất ạ. Một con vàng đất. Chất u mì nhá. Chất u mì ạ. Còn túi đấy ạ. Túi phết khéo cực kỳ thể trung màu cam đất này thì xinh hỏi bàn rồi. Dáng kiểu Hàn Quốc nhá. Dáng kiểu Hàn Quốc. Mã là 350k ạ. 350. Mã này là 465 ạ. 200k con này ạ. 200k con này ạ. 465 200k con này ạ. Dáng Hàn Quốc ạ. Chị ơi bụng không chật đâu ạ. 465 em chốt cho chị Phạm Thu Giang ạ. Em ra em mở bọc mới cho mọi người xem nhá. Em mở bọc mới cho mọi người xem. Đây là bọc gió ạ. Đây là bọc áo khoác gió để đi đường ạ. Áo khoác gió để đi đường đây. Áo khoác gió màu này thì ưng lắm. Có cái biển trắng đây nó
làm nổi bật cả cái áo luôn đây nè. Có túi đằng trước nhá, cho mọi người đựng chất liệu gió nhá mọi người nhá. Chất u mì chị Lân Đào ạ. Cái mã của đây là màu cam đất là chất u mì nhá. Nhá. Màu mã thầu chị yêu nha. Chất u mì nhá. À đây ạ, con này là áo khoác gió đây ạ. Em áo khoác gió này 180k. Mã là 163. Chị Luân mà thích thì chốt mã 465 cho em nha, chất umi nhá chị nhá. Đây ạ, lại một con áo khoác gió đen ạ. Một áo khoác con khoác khoác gió đen ạ. Áo khoác gió đen ạ. Áo khoác gió đen này 180k thôi ạ. 180k ạ. 180k mọi người nhá. Dáng này tầm 55 cân đổ về cũng vừa. 55 cân đổ về cũng vừa. Mã của nó là 278. 180k. Chị nào chốt cho em thì ghi mã cho em ạ. Em lên một con áo khoác gió xanh pha tím ạ. Chị Hạ Mầu ơi, nhà em có áo khoác gió ạ. Em chốt cho chị Phạm Thu con 278 ạ. Đây ạ, con này pha màu tím đấy ạ. Nhìn trông đã thấy thủy chung rồi. Đây nhá, nó có hãng của nó dập logo luôn đây mọi người nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Từ một đường kim mũi chỉ này. Đây nhá, hãng của nó đây ạ. Con này mã 76 ạ. 180k. Chị nào chốt con này cho em thì viết là mã 76 ạ. 180k đây ạ. Em lên một con áo khoác gió màu xanh đây ạ. Màu xanh. Mã là 610 ạ. Đây nhá, hãng của nó dập logo in ở trong đây, mọi người có nhìn rõ không ạ? Áo chất liệu cực kỳ thích luôn. Đi đường khỏi sợ gió mùa nhá. Đi đường khỏi sợ gió mùa nhá. Con này tầm 65 cân cũng mặc vừa nhá. 65 cân cũng mặc vừa đấy ạ. Đây chị ơi, còn con nõn chuối đấy ạ. Có con nõn chuối đấy ạ. Màu xanh này cũng đẹp đấy chị. Đây ạ. Áo khoác gió nhá, rộng nhá. Áo khoác gió rộng đây mọi người nhá. Áo khoác gió rộng đây mọi người nhá. Áo khoác gió rộng đây nhá. 180k. Mã là 276 ạ. Chị nào chốt con áo khoác gió này thì comment cho em mã 276 vào đây ạ. Em lên một con áo nhung nhá. Áo nhung ạ. Áo nhung tay bo. Áo nhung tay bo. Con này tầm 52 cân đổ về là vừa ạ. Dáng ngắn á, dáng ngắn á. Nhìn màu này cực kỳ là đẹp luôn. Nhung nhá, dạng nhung nhá chị nhá. Mẫu này là mã 378 ạ. 180k 378 ạ. Ở đây nó có ít viền đấy ạ. Viền để nó làm sự nổi bật cho cái áo vậy ạ. Nó nổi bật cho cái áo. Em lên một con gió nhá. Một con gió màu xanh. Một con gió màu xanh vậy ạ. Mũ là mũ lỉ ạ. Con gió màu xanh mũ lỉ ạ. Đây nhá. Đây nó có hãng luôn đây ạ. Có hãng luôn đây ạ. Có hãng luôn các chị xem nhá. Con này là 200k. Con này 200k đây ạ. Con này tầm 58 cân đổ về là vừa nhá. Nó có hai khóa luôn cho mọi người này. Có hai khóa luôn nhá. Ở trong nó một cái lớp lỉ. Lớp lỉ giữ ấm nhá mọi người này. Có hai lớp khóa nhá. Lớp khóa lỉ đây ạ. Lớp khóa lỉ nhá, mọi người chỉ cần đóng một lớp khóa lỉ là cực ấm rồi. Nếu mà đi đường thì mọi người đóng cho em thêm một lớp gió ở bên ngoài thôi ạ. Thì cực kỳ là chuẩn luôn. Nó có giả túi ở trước ngực nhá. Nó làm nổi bật cái áo nhá. Đây ạ, đường có hai đường kẻ đỏ xanh này cực kỳ thể thao luôn. Con này mã là 188. Con này mã là 188 ạ. Em chốt cho chị Phạm Hồng con 378 ạ.
nói thế. Ồ, chưa quen ý. Đây nhá, em lên một con siêu phẩm màu xám cực kỳ xinh cho chị em. Con siêu phẩm này có mũ ạ. Con siêu phẩm này có mũ ạ. Hay kiểu dạng lỡ lỡ ạ. Con này thì gió mùa về thì em chắc là gió mùa luôn ạ. Dạng lỡ lỡ ạ. Mặc thì khỏi chơi luôn. Khỏi chơi luôn con này ạ. Ok chị Nguyễn Thị Cúc nhá. Con này màu xám này cực kỳ xinh luôn, siêu cấp nhà em ạ, 220 ạ. Siêu phẩm. Mã 82 ạ. Con siêu phẩm này mã 82 220k. Em đang một con màu đỏ. Em lên một con đỏ đen cho mọi người nhé. Con đỏ đen ạ. Mã là 231. 231. Con này tầm 80 cân mặc vừa đấy ạ. Con này 80 cân mặc vừa đấy ạ. Kết hợp đỏ đen ở trong thì là màu vàng nhá. Con áo này cực kỳ nổi luôn mà trẻ cực luôn nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Cúc ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Cúc ạ. Đây nhá, kéo khóa lên thì dáng dài ạ, dáng dài đấy ạ, nó to thùng thình luôn, cho 80 cân cũng vừa đấy ạ. Con này 200 ạ, mã 231 ạ, 200 mã 231. Em đây một con màu cam đất ạ, dáng áo gió lửng ạ, tay nó pha thêm một màu vàng chanh ạ. Em chào Trần Thị, mà chị Trần Thị, Trần Thu Hằng ạ. Chị Phạm Hồng ơi, cái con của đây là 80 cân mặc vừa chị nhá. Con này thì tầm 55 cân mặc cũng vừa. Con này màu cam đất này, còn pha thêm ít vàng chanh này ạ. Cực kỳ là nổi mà trẻ luôn ạ. Cực kỳ mà nổi mà trẻ luôn ạ. Con này 180k. Mã là 368 ạ. 368 ạ. 368. Chị nào chốt cho em con này thì comment mã cho em ạ. Em lên một con màu hồng nhá. Màu hồng này cho chị nào thích thể thao mà có hãng luôn đây ạ. Có hãng luôn đây ạ. Mọi người nhá, nhìn kỹ cho em hãng của nó đây ạ. Con này màu này thì đẹp luôn. Chị nào thích màu hồng thì thắm con này về là chuẩn luôn này. Con này nên thì rất là đẹp luôn. Con này rất là đẹp luôn. Tay túi có ở bên hai bên cạnh có túi á. Ở đây nó cũng dập hãng của nó luôn ạ. Ở cái chỗ tay áo này nó cũng dập hãng của nó luôn đây mọi người nhá. Ở dưới là bo chun này ạ. Chào chị ông chị Hạnh ạ. Con này mã là 247 200k. 247 200k. Màu hồng cực xinh. Em lên cho chị một cho chị em một con áo kaki màu xanh. Xinh ơi là xinh. Con này chấp luôn gió mùa nhá. Đây ạ. Con này chấp luôn gió mùa nhá. Con này 200k mã 335. Chị nào lấy cho em con này thì comment cho em mã 335 nhá. Con này 335 nhá. Em lên một con xanh kết hợp với màu trắng ghi này ạ. Đây nhá, nó có hết cả nhãn mát của hàng hiệu đây ạ. Nhãn mát hàng hiệu luôn đây mọi người nhá. Em chốt cho chị Phạm Hồng con 335 ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Cúc nhá. Chị Nguyễn Thị Cúc thăm thêm hàng đi ạ. Lúc nào cũng thêm đến khung. Em cảm ơn chị ạ. Đây ạ, con nào khoác gió này 200k nhá.
nào mắc gió này 200k. Nó pha thêm ít màu xanh này, làm nổi bật của một chiếc áo lên nhá. Nổi bật một chiếc áo lên ạ. Con này mã là 511 200k. Em chào chị Huyền Đặng ạ. Em chào chị Huyền Đặng ạ. Em lên một con xanh pha cam cho chị em nhá. Màu xanh pha cam áo gió đây ạ. Gió. Đây nhá, những con áo gió này rất là đẹp mà hãng nó ghi luôn đấy ạ. Em cảm ơn ấy, chào chị Nguyễn Phương Dung nhá. Em chào chị Nguyễn Phương Dung nhá. Tay nó bò cực kỳ là ấm luôn. Đi không sợ gió mùa luôn ạ. Áo này mà đi phượt thì tuyệt vời luôn mọi người nhá. Áo này mà đi phượt cùng đồng đội thì cực kỳ là thích luôn. Mã con này là 545 ạ. 180k 545 ạ. 180k 545. Con này mặc màu đẹp mà sang. Đi phượt thì cực kỳ thích luôn nhá. Đi phượt với cái mùa gió mùa này thì các bạn lên sắm một con áo. Các chị lên sắm một con áo gió để phục vụ cho buổi phượt của mình nhá. Em chốt cho chị Phạm Hồng con 247 ạ. Chốt cho chị Phạm Hồng con 247 ạ. Em lên một con xanh kết hợp màu đen ạ. Kết hợp màu đen ạ. Con này có cả mũ nữa nhá. Mọi người không thích mũ thì có thể tháo ra đây ạ. Mũ thì tháo ra. Con này size M. Con này size M. Nhưng mà em nghĩ size M này tầm 60 cân vẫn vừa đấy ạ. 60 cân vẫn vừa đấy. Con những con áo gió này mà đi phượt thì tuyệt vời luôn mọi người nhá. Tuyệt vời luôn đấy ạ. Màu xanh kết hợp với màu đen nó nhìn trông rất là bắt mắt. Bắt mắt người mặc ấy. Con này là mã là 555 ạ. 200k 555 200k. Có con nào màu hồng không? Chị Phạm Hồng mơ, em vừa qua một con màu hồng đấy ạ. Em vừa qua một con màu hồng nữa ạ. Đây ạ, có một con màu đỏ hồng đấy chị nhá. Có một con màu đỏ hồng dáng kaki nhá chị nhá. À, cũng là gió đấy ạ. Cũng là gió đấy ạ. Chiếc đỏ hồng nhá. Nó có chiếc chiếc eo đây ạ. Nó có chiếc eo đây. Cho chị nào thích nhá. Chiếc eo đằng sau nữa đây ạ. Kéo chị cũng theo đấy. Có chiếc eo luôn đây ạ. Tay nó có kéo lên đây nhá. Con này mã là 176 ạ. Con này mã 176 200k. Thời gian công bình như sao lại. Hả? Ừ. 200k. 200k. Ai lấy con này công bình mã 176 cho em ạ. Mã 176 cho em ạ. Nhà em đổi mẫu các chị nhá. Nhà em đổi mẫu này. Em lên một con này kiểu là kaki các chị nhá. Con này kaki này. Có chiếc eo nhá, có chiếc eo này. Cho người nào form 5557kg quay đầu mẫu này cho em có chiếc eo nhá. 5557kg quay đầu mẫu này cho em mã 205 này. Cực kỳ xinh luôn nha. Cực kỳ xinh này. Rất là đẹp nhá. Các chị mà không thích chiếc eo ấy thì à đâu, đây là chun nhá các chị nhá. Chun chứ phải sợi dây đâu. Nên là chiếc eo một cách cực kỳ luôn ấy, cực kỳ luôn nhá. Nó tôn vòng eo của mình một cách kinh khủng luôn nhá. 250k mẫu này cho em này. 250k mẫu này cho em mã 205. 205 250k cho em. Em tiếp tục mở các kiện mới cho chị xem nhá. Em tiếp tục mở các kiện mới cho các chị xem này. Các chị đợi em 1-2 giây thôi. Em sẽ lên kiện mới cho các chị xem. Đây, kiện này là bomber các tình yêu ạ. Kiện này là bomber nhá. Bomber này vẫn còn mới đấy. Đây, chất em này thì cực kỳ dày dặn luôn nha. Chất em này gọi là cực kỳ dày dặn luôn này. Đây là áo Hàn đấy, áo bên Hàn đấy. Mã ha, này. Cực kỳ trẻ mà cực kỳ khỏe luôn nha.
Mẫu này là form to đấy ạ, 5557 kg, thừa sức chụp bon chen vào vừa cho em luôn. 5557 thừa sức bon chen vào cho em luôn nhá. Thoải mái luôn nha. Chị nào đang xem thì chấm bài lên cho em nhá, mà chia sẻ bài lên cho em luôn này. Nhà em vẫn có mini game hay là quà tặng cho các chị luôn nha. Các chị chia sẻ càng nhiều thì quà tặng càng cao đấy. 5557 kg bon chen mẫu này thoải mái cho em mã 284 nhá. Mã 284 cho em này. 5557 kg thoải mái cho em nhá. Tiếp cho chị quá 60 kg thì không vừa mẫu này đâu chị ơi. 60 kg không vừa mẫu này đâu nhá. 284 mẫu này cho em này. Ở đằng sau này, ở đằng sau có kiểu theo số nhá. Theo số nhá chị nhá. Màu xanh này lại cực kỳ nhẹ nhàng luôn nha. Màu xanh này gọi là cực kỳ nhẹ nhàng luôn nhá. 284 để chị Phạm Hồng này. 284 để chị Phạm Hồng này. Em lên tiếp theo một em hồng nhá. Một em màu hồng này. Họa tiết tay này. Nhà em có một em này màu xanh mà like đầu tiên luôn. Like đầu tiên trong like này luôn. Có một em màu xanh giống màu xanh vừa nãy. Like đầu tiên luôn đấy ạ. Đây. Em này thì cho bạn nào 48 kg quay đầu cho em thôi nhá. 48 kg quay đầu mẫu này cho em thôi này. Mã 482. Mã 482 cho bạn nào 48 kg quay đầu thôi. Bởi vì tay em mặc, em 50 kg, tay mặc hơi ngắn này, lách hơi kích một chút nhá. Thì 48 kg quay đầu mặc vừa cho em thôi nha. 48 kg quay đầu mặc vừa mẫu này cho em thôi này. 180k mẫu bomber này cho em. 180k mẫu bomber này cho em này. Đây. Một em này gọi là xuất sắc của xuất sắc luôn. Cái này các chị đặt vào thì nó sẽ hơi dính một chút nhá. Rất là dày nhá. Em này thì cực kỳ dày luôn nha. Ở trong là một lớp bông đấy ạ. Ở trong là một lớp bông đấy các chị nhá. Cực kỳ dày này. Đây. Rất dày, một kiểu dạng khuy bấm luôn nha. Cho em, cho chị nào tầm 70 kg vẫn thoải mái cho em nhá. 70 kg vẫn thoải mái cho em nhá. Thích con hồng thì nhanh tay bấm mã cho em đi. Lại một con hồng nữa rồi đây này. Mã 120 cho em này. 70 kg thoải mái cho em nhá. 70 kg thoải mái cho em mẫu này này. Mã 120 giá làm 200k cho em. 200k mẫu này cực kỳ dày dặn và lại còn có bông nhá. Bomber có bông là hàng hơi bị hiếm nha các chị nhá. Bomber có bông là hàng cực kỳ hiếm luôn nha. Lên các chị phải nhanh tay thích mẫu nào chốt luôn mẫu ý cho em, không là không còn đâu nhá. Tại vì những cái lô nhà em về ấy, thì nó chỉ có một vài con trùng lập với nhau thôi. Nên chị nào mà thích thì phải chốt mã luôn. Không chốt mã là sẽ mất. Bởi vì rất nhiều chị muốn mà không được. 55kg thì thừa sức vừa nha chị nhá. 55kg thừa sức vừa mẫu ý cho em nhá. Một em bomber hoa này. Họa tiết là cực kỳ sặc sỡ luôn nhá. Họa tiết cực kỳ sặc sỡ này. Thích thì bấm mã 533 cho em nha. Thích thì chốt mã 533 mẫu này cho em này. Mẫu này cho em bạn nào 48kg quay đầu nhá. 48kg quay đầu mẫu này cho em này. Mã 533 này. 533 48kg quay đầu cho em. Con nào mà siêu phẩm thì em sẽ để giá cao hơn. Em chào chị Nguyễn Thu Hương nhá. Con nào là siêu phẩm thì em sẽ để giá cao hơn. Còn không, em mà không báo giá thì là sẽ đồng giá 180k các chị ơi nhá. Đồng giá 180k cho em nhá. Con này thì bé này. Cho người 48-49kg quay đầu mà 50 mặc vẫn vừa đấy. 50 mặc vẫn vừa nhưng mà dáng của nó là dáng crop top nha các chị nhá. Dáng của nó là dáng crop top nhá. Để em kéo khóa lên. Đây. Dáng crop top cho em nhá. Mã 87 này. Đằng sau này. Đằng sau nó kiểu theo kiểu bông ấy các chị, theo như kiểu bông ấy. Đây. Cực kỳ xinh luôn nha, cực kỳ xinh luôn này. 48kg con chen vào cho em. 50 vẫn vừa nhưng mà em nghĩ là quần áo các chị mặc bên trong ấy. Lên chỉ 48-49kg thì vào cho em thôi. 48-49kg vào cho em mã 87 nha. Mã 87 này. Em này là size M này. Đây nhá. Chuẩn hãng luôn nha. Em này là chuẩn hãng này. Dáng crop top nhá. Em này rất là xinh luôn.
Đây. Rất là rộng và rất là xinh luôn. Đây nhá. Cực kỳ rộng luôn. Đây. Rất đáng yêu luôn nhá, cực kỳ đáng yêu luôn này. Con chấp nhận đặt hàng ưng lắm em. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Cúc nhá, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Cúc này. Cầm vào như kiểu đó là xốp ý. Nó rất là mềm nhá, mà nó rất là êm luôn. Rất mềm và rất êm, mẫu này cho em này. Thiêu hết cái thứ này. Mã 340 cho em nhá. Mã 340 cho em này. Giá em này em để là 190k. 190k mẫu này cho em. Trông trẻ đẹp. Cực kỳ trẻ luôn nhá, cực kỳ trẻ luôn. Ở cái trong này mặc lên vào rất là ấm luôn. Mặc vào cực kỳ ấm luôn nhá. Đây. Một em bomber lớp phối trắng với cả xanh than nhá. Một em bomber phối trắng với xanh than này. Em chào chị Mon Nguyễn nhá. Em chào chị Mon Nguyễn này. Đây. Ôi con này. Con này là chuẩn Hàn đấy. Con này chuẩn Hàn đấy các chị nhá. Chuẩn Hàn Quốc luôn này. Con nào mà là hãng thì nhà em sẽ báo là hàng hãng cho các chị nhá. Đây các chị cứ yên tâm nha. Con nào là hãng thì nhà em sẽ báo là hàng hãng cho các chị. Đây. Con này cho chị là 50-52kg quay đầu mặc vừa cho em nhá. 50-52kg quay đầu mặc vừa mẫu này cho em này. Mã em này là 55 nhá các chị ơi. Mã em này là 55 nhá. 50-52kg thừa sức bon cho em và cho em mẫu này này. 180k mẫu này cho em nhá. 1m57-55kg thì không thể vừa được mẫu này đâu. Mẫu này chỉ có 50-52kg bon cho em và vừa thôi chị Cúc nhá. Chị Cúc sẽ chọn mẫu khác cho em nha. Một em màu đen này. Những cái khóa kiểu như này bây giờ nhá, hai kiểu hai khóa liền lúc ý. Rất là trẻ luôn mà bây giờ em thấy áp dụng rất là nhiều ở những cái mẫu áo ấy. Em này kiểu như gió ấy các chị ạ. Như gió luôn nhá. 55-57kg bon trên vào cho em. 55-57kg bon vào cho em. Em mặc thì cũng được nhưng mà tay, cái thứ nhất tay hơi ngắn. Còn lách thì vẫn thừa nhưng mà tay hơi ngắn nhá. À, chị Ánh Duyên. Bây giờ mới vào xem được á. Nhà em like cũng được gần 1 tiếng rồi. Nhà em like cũng được gần 1 tiếng rồi chị ạ. Áo gì chị? Áo gió á. Áo gió nhà em đang like này chị ơi. Áo gió nhà em đang like này. Đây mà em áo gió cho em nào cho bạn nào 45-47kg bon chen vào cho em. 45-47kg bon chen vào cho em. Đối với em thì 50kg ý bon được vào nhưng mà do cái lách của nó hơi kích một chút lên cái lách và cái tay nó bị ngắn này nên không thể bon chen được vào. Đây nhá, nó kiểu nhún ý, nhìn rất là lạ. Hai bên này, hai cánh tay luôn, đằng sau này đấy. Với lại do em mặc quần áo màu đen bên trong nên không thể nhìn được rõ ấy. Nhìn được rõ cái áo như thế nào. 55 để cho chị Phạm Thu Giang này. 55 để cho chị Phạm Thu Giang này. Ôi em này mặc lên phải gọi là khỏe phải biết này. Đây. Hãng nghĩa các thứ đầy đủ đấy nhá. Con nào mà có hãng là em sẽ báo hoàn toàn là có hãng cho các chị. Các chị yên tâm luôn, chỉ việc chốt mã thôi và mọi thứ cứ để em lo. Đây, mặc cực kỳ khỏe, dạng dám bóng chày nhá các tình yêu nhá. Dạng dám bóng chày nhá. Mã 99 cho em 180k này. 99 180k này. 55 để chị Phạm Thu Giang rồi nhá. 55 để cho chị Phạm Thu Giang rồi nhá. Đây, bóng chày hoàn toàn luôn nhá. Mặc lên cực kỳ khỏe này. Kẻ nhá, chữ A này. Em thấy chữ A gần như là toàn là đội trưởng hết đấy. Mã 99 180k cho em. Ôi em này xinh này. Em này nó là vải của nó là những cái dạng lưới như này nhá. Xong nó cho thêm một cái dạng mỏng mỏng ấy. Mỏng mỏng ra ngoài ấy thì là đẹp. Fashion Classic này. Này. Chuẩn hàng hãng này nhá.
chuẩn hàng hãng size M cho em này. Em chào chị Thúy Võ nhá. Đây, 48kg quay đầu cho em, đúng size M mặc cho em nhá. 48kg quay đầu cho em SM mặc vừa mẫu này nhá. Mờ nhỏ nhá. 48kg quay đầu vừa mẫu này cho em này, mã 270. Mã 270 nhá. 48kg quay đầu vừa mẫu này cho em nha. Nhìn nó lưới này, nhìn nó rất là tin luôn này. Đây. Đó chị đấy không ạ? Chào chị Linh Linh nha, chào chị Linh Linh này. Vèo cái đã hết kiện nữa rồi đấy. Ôi em này rất là dày dặn luôn này. Đây. Hãng hết các thứ đầy đủ này các chị này. Hãng hết các thứ vẫn đầy đủ này. Em chào chị Thu Hằng này. Em những cái mẫu này chỉ có những kiểu giờ kiểu trẻ trẻ giờ mặc đấy. Tầm trẻ con ấy các chị. Mua về cho con trai mặc được, con gái. Con gái thường mặc đồ con trai dễ, nhưng mà con trai mặc đồ con gái thì lại khó. Nên mẫu này gái trai đều mặc được cho em. Em này em nghĩ có chiếc eo thì gái mặc cho em nhá. Gái mặc cho em thì xinh nhá. Đây. Đấy, các chị thấy không ạ? Mã 381 cho em. 381 cho em. Nhà em thì giặt là rất là giặt vào rất là sạch sẽ, cho các chị mang để vào tủ, về dinh về để vào tủ thôi. Đây các chị cứ yên tâm mà chốt mã thôi, không phải về giặt là hay như thế nào nữa nhá, chỉ việc chốt mã rồi mang về cất vào tủ thôi. Em này em để với giá là 200k nhá, 200k cho bạn nào 45 đến 48kg vừa cho em, 45 đến 48kg vừa mẫu này cho em này, 200k mẫu ý cho em nhá. Con cuối cùng của kiện này đây. Ôi đây. Này các chị nhìn này. Cực kỳ xinh luôn nhá. Màu xanh. Xanh này là xanh xanh lá, xanh đậm ấy. Cánh tay rất to này. Ôi con này thon rộng. 55-60kg thừa sức bon chen vào mẫu này cho em nhá. 55-60kg thừa sức bon chen vào mẫu này cho em này. Đây. Cực kỳ xinh á, họa tiết con voi này. Đó, họa tiết voi rất là xinh này. Cực kỳ xinh nhá. Nó kiểu dạng xốp xốp ý các chị nhá. Nó cứ xốp 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 ý. Lên mặc rất là êm luôn. Chị 52 á. 52 con này vừa này chị này. Con màu xanh voi này vừa nhá. Rất là êm luôn các chị nhá. Mặc con này lên cực kỳ êm luôn các chị ạ. Rất là êm luôn ý. Mãi mới có con vừa chốt luôn con này cho em đi này chị Cúc này. Chốt luôn con này cho em này. Em chưa ghi mã cho mọi người. Mã 609 cho em. Mã 609 cho em. Con này mặc rất là êm chị nhá. Con này mặc cực kỳ êm luôn chị Cúc này. Họa nhìn thì rất là bình thường thôi nhá. Nhìn mặt trước thì trơn tuột chả có gì, nhưng mặt sau có đúng một hình con voi này. Rất là xinh luôn. Cái này nó khâu trực tiếp vào áo đấy các chị, không sợ về giặt và nó bị bung hay là bị như nào đâu. Em đen một con dạ cho các chị xem này. Em đen một con dạ cho các chị xem nhá. Mới luôn ý. Rất là mới luôn. Đây người ta vẫn còn ghi là 650k. 650k này. Đây. Màu này em thấy năm ngoái rất nhiều bạn mặc nhá. Màu này em thấy năm ngoái rất nhiều bạn mặc này. Năm nay chắc phải rất nhiều người mặc mẫu này. Bởi em thấy em like cái này, em thấy rất nhiều người chốt cái màu kiểu như này ấy. Đây, để em còn đai cho mọi người xem. Đây. Rất là xinh luôn, tôn dáng cực kỳ luôn nhá các chị nhá. Tôn dáng cực kỳ luôn nhá. Mã 322 cho em này. Mã 322 cho em này. 609 em để cho chị Nguyễn Thị Cúc nhá. Tôn dáng cực kỳ luôn nhá các chị ơi. Tôn dáng cực kỳ mẫu này cho em này. Em để em này với giá là 350k. 350k mẫu này cho em này. Nó chỉ gọi là còn sót lại thôi, chứ không phải là ấy đâu ạ. Chỉ like xong còn sót lại một vài mẫu ấy ạ.
Rồi, kiện này là kiện em để riêng đấy. Một em kaki này, mới cứng này, các chị xem này. Ở đây người ta vẫn ghi là 850k nhá. Vẫn còn ghi 870k, 870k nhá. Đấy, kaki mà 870k rồi, các chị phải biết là nhà em bàn với cái giá ấy này. Quá là ưu đãi cho các chị luôn đấy. Phải gọi là quá là ưu đãi cho các chị luôn đấy. Đây, em kaki này thì có đai này. Đấy, có đai nhá chị nhá. Em kaki này thì có đai này. Rất là xinh luôn, tôn dáng cực kỳ luôn nhá. Bánh bèo luôn này. Mã 116 cho em, 116 cho em này. Em này em để với giá là 290k kaki này cho các chị luôn. 290k một cái giá cực kỳ ưu đãi mới có nhá các chị nhá. Giá phải gọi là cực kỳ ưu đãi mới có cái giá này nhá. 290k mẫu này cho em nha. 290k mẫu này cho em này. Cực kỳ đẹp và cực kỳ tôn dáng luôn nhá các chị nhá. Cực kỳ đẹp mà phải gọi là cực kỳ tôn dáng luôn này. Một em tiếp theo này. Đây, nếu mà chị đọc tinh mắt thì sẽ đọc được chữ Make in Korea này. Lông nhá, lông cực kỳ mượt luôn. Lông cực kỳ mượt luôn cho các chị này. Lông rất là mượt luôn. Một em dạ. Em chưa tìm được cái tay áo của nó đâu. Khổ lắm, nhìn mặc cái áo khổ. Em này thì cho chị là 47-48kg bon chen vào cho em thôi. 47-48kg bon chen và vừa mẫu này cho em thôi nhá. Em này có dạng khóa đấy ạ. Em này có khóa đấy chị ạ. Đây nhá. Đây, 48kg bon chen vào cho em thôi nhá. 48kg bon chen vào mẫu này cho em thôi này. Mặc lên rất là ấm luôn các chị nhá. Mặc lên gọi cực kỳ ấm luôn này. 48kg bon chen vào mẫu này cho em. Mã 421 nhá. Mã 421 này. Tôn dáng cực kỳ luôn nhá. Mà mặc ấm lông mềm cực luôn nhá. Hàng của chị chiều nay mới gửi nhá. Chị Phạm Hồng nhá. Hàng của chị chiều nay nhá, em mới bắt đầu gửi nhá. Một em dạ này, em này thì cực kỳ lạ mắt siêu phẩm nha em này. Đây này, Fanta là hãng cực kỳ nổi tiếng luôn đấy. Siêu phẩm luôn này, siêu phẩm cực kỳ lạ mắt này. Nó không phải là khuy sừng hay khuy bấm hay là khuy cài nữa. Mà nó chơi hẳn cả cái móc luôn này. Đấy, các chị nhìn đâu ạ. Cực kỳ đẹp luôn mà cực kỳ lạ luôn nhá. Đây là cái mẫu kiểu lần đầu tiên mà em gặp luôn ấy. Kiểu dạng cái móc luôn. Đây. Đây, các chị thấy xinh không ạ? Rất là xinh luôn nhá. Đây, ở đây ghi là 490k. Em bán cho các chị với giá là 320k. 320k mẫu này cho em này. 40 cân thì em ý 48, 49 cân mặc được thì 40 cân chị mặc cũng đẹp nhá chị nhá. Chị mặc 40 cân vẫn đẹp nhá chị Ánh Duyên nhá. Nên chị cứ mặc thoải mái mẫu ý cho em đi. Mặc cực kỳ thoải mái mẫu ý cho em này. Đây, một em này cực xinh này, mũ có lông nhá. Lông ở cái mũ này thì không tháo được các chị nhá. Lông ở mũ này không tháo được này. Mã 295 cho em này. 320k mã 295 này cho em này. Cực kỳ xinh, siêu phẩm luôn đấy ạ. Siêu phẩm nhà em đấy. Cái móc này cực kỳ lạ nhá. Cái móc này cực kỳ lạ nhá. Đã chị nào mà đi mua được cái áo mà cái móc kiểu như thế chưa? Một em kaki nữa này. Đợi em đợi. Kiện này nhà em là toàn mới 100% đấy nhá các chị nhá. Kiện này nhà em vẫn toàn mới 100% đấy nhá. Nhập lô này về vẫn còn mới 100% đấy. Mẫu này là người ta ghi ở ngoài này là size M. Để em mặc lên xem là size gì cho các chị nhá. Đây. Chào chị Nguyễn Trang nhá. Chào chị Nguyễn Trang này. Đây,
đúng size M mặc vừa mẫu này cho em nhá. Đúng chuẩn size M mặc vừa cho em mẫu này này. Ở đây người ta ghi là 550k. Em bán với giá là 300k. 300k mẫu 319 màu đỏ này cho em này. 319 màu đỏ thiết kế cực kỳ lạ này. Đây, các chị nhìn cái cổ của nó là đủ biết rồi nhá. Thiết kế rất là độc lạ luôn nhá. Cực kỳ độc lạ cho các chị này. Đây. Đấy, tôn người mà da mình nó sáng hơn nhá. Da mình còn sáng hơn các chị nhá. 300k mẫu này cho em mã 319 300k. 319 300k mẫu này cho em này. Một em màu xanh. Xanh này như kiểu xanh đá ấy các chị. Đấy, vẫn kiểu mới cứng 100% nhá. Đây. Ở đây ghi là 890k này. 890k mẫu này này. Em vẫn bán với giá chỉ có 300k. Màu này cực kỳ độc nhá. Cho chị là 48kg đổ lại mặc vừa cho em. 48kg đổ lại mặc vừa cho em. Mới cứng vẫn còn nguyên đai, nguyên mát nhá. Đây, vẫn còn cả đai này. Đấy, vẫn còn đai này. Em này mà chiết vào thì thôi rồi luôn. Đẹp phải biết luôn nhá. May nhá, vừa vào đã thấy luôn mà chốt nhá. 319 để cho chị Nguyễn Thị Cúc này. 300k mẫu này cho em. 300k mẫu này cho em mã 322. 322 300k mẫu này cho em. Cực kỳ xinh mà cực kỳ tôn da luôn nhá. Tôn da tôn dáng cực kỳ nhá các chị nhá. Tôn da tôn dáng cực kỳ này. Hàng nhà em toàn hàng hãng về nhá. Tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng luôn nhá các chị nhá. Tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng nên các chị không phải lo đâu nha. 56kg mẫu ý không vừa chị nhá. 47-48kg với vừa mẫu ý thôi ạ. Em này vẫn còn kiểu quy các cái thứ để cho các chị ấy này. Rustic. Ở trong là viền kẻ Burberry này. Ở trong nó đã đẹp như này rồi thì nói gì đến ở ngoài. Em tiếp tục lên mẫu này cho các chị xem này. Em tiếp tục lên mẫu này cho các chị xem nhá. Đây rồi em cởi khuy xong em sẽ. Ở trong là viền kiểu Burberry này. Ở trong nó đã như thế này rồi thì ở ngoài thì chê làm sao được nhá. Đây vẫn còn kiểu khuy hết các thứ đầy đủ này. Hãng này cực kỳ nổi tiếng. Các chị có thể lên hỏi chị Google, anh Google của các chị này. Vẫn rất cực kỳ nổi tiếng luôn nhá. Đây. Ở tay này nó kiểu nó bèo bèo ấy nhưng mà nó có cái thắt này cho các chị nhá. Nên các chị co ra là rất là xinh luôn nhá. Các chị chỉ cần chỉnh lại một chút là rất là xinh luôn này. Đây, cho chị là 52-53kg bon chen thoải mái cho em. 52-53kg bon chen thoải mái mã 174 cho em này. Mã 174 cho em 52-53kg vẫn thoải mái cho em thôi. Chị thân mặc được không? Chị cao 1m bao nhiêu nhỉ chị nhỉ? Đây nhá, ở đằng sau này cũng có một cái đai nhá, để buộc lên đằng trên ấy nhá. Lên các chị cứ thử, về thử cho em nhá. Chị làm mà chốt thì về cứ về thử thoải mái cho em luôn. Em đảm bảo là mẫu ý xinh cho các chị đấy các chị. Không phải lo đâu. Đây. Một em nữa này. Một em nữa, em này em sẽ kết thúc like này nha các tình yêu nhá. Em này để em sẽ kết thúc like này nha. Một em màu hồng cuối cùng của like này để giá bèo nhèo à, nhầm. Quên lại, để giá bèo nhèo. Để giá bèo cho các chị luôn này. Ở tem ghi nó là 490k. Mắc đơn chề này. Cực
kỳ xinh luôn để em kết thúc like này. Đây. Đây. Các chị thấy rõ. Đây nhá. Mã 109 cho em, mã 109 cho chị nào 52-53kg bon chen thoải mái nhá. 52-53kg bon chen thoải mái mẫu này cho em luôn. Giá em này em để là 300k rẻ nhất có thể của hãng Dolce luôn nhá các chị nhá. Hãng này mà các chị ra ngoài mà mua với cái áo này 300k thì em mua cả rổ cho các chị luôn. Em để cả lương 1 tháng em mua cho các chị luôn nhá. ba trăm k mà mua được của hãng Dolce thì không bao giờ có chuyện ý luôn. Lên các chị cứ nhanh tay chốt đi, đảm bảo đây là mới cứng 100% nha. Mark vẫn còn này, Mark vẫn còn này. Đấy, em xin kết thúc live tại đây nhá. Hẹn mọi người vào 8 giờ tối nay tại trên fanpage Tổ Cú. Tối nay nhà em live gì thì nhà em sẽ giật tít nhá. Lên nào. Chị Trần Hoàn Lê vào muộn rồi, chị Trần Hoàn Lê vào muộn rồi nhá. Trần Lệ Hoan, em nhầm, chị Trần Lệ Hoan, em nhớ lại tên chị rồi. Chị Trần Lệ Hoan vào muộn rồi nhá. Tối nay nhà em sẽ like lên nhá các chị nhá. Tối nay nhà em sẽ like lên nên thỉnh thoảng các chị vẫn cứ lượt qua fanpage nhà em 1-2 lần để xem nhà em giật gì nhá. Nhà em làm gì hay như là nhà em sẽ thông báo hoàn toàn trên fanpage nhá. Lên thỉnh thoảng các chị lượt qua fanpage nhà em 1-2 lần nhá.